Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, các cụ vẫn thường nói, tậu trâu lấy vợ làm nhà, trong ba việc ấy thật là khó thay. Xây được một căn nhà đã khó, nhưng để việc chuyển vào nhà mới được may mắn và thuận lợi, thì việc lựa chọn ngày tốt nhập trạch là việc không thể thiếu đối với mỗi gia chủ. Chọn ra được một ngày tốt không những giúp gia chủ yên tâm, mà còn phù hợp cho ngôi nhà có được cát khí, tốt càng thêm tốt. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày nhập trạch tốt nhất trong tháng 12 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những việc cần làm trong ngày nhập trạch tháng 12 âm lịch. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ nhập trạch trong tháng 12 âm lịch. 3. Những ngày tốt nhất nhập trạch trong tháng 12. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông, thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác nhập trạch được thuận lợi và may mắn. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày nhập trạch tóm tắt như sau. Sau khi đã xây và hoàn thiện xong nhà, chúng ta chuyển đồ vào nhà, lau dọn sạch sẽ rồi tiến hành nghi lễ nhập trạch. Trong ngày nhập trạch, chuẩn bị đồ lễ, ấm đun nước, đồ bốc bát hương. Quý vị lưu ý trong bát hương phải được nạp cốt thất bảo để cho bát hương được tụ khí, đồng thời lưu giữ lời nguyện cầu và thông linh với các bậc thần linh, gia tiên. Sau khi bốc bát hương và làm nghi lễ nhập trạch, gia chủ tiến hành bật bếp nấu một ấm nước sôi để pha trà cúng thần linh, gia tiên và mời khách. Bếp phải được bật liên tục ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết về lễ nhập trạch nhé. Nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày nhập trạch. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có một ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc nhập trạch trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách này. Theo ngày tốt toàn thư, những ngày nhập trạch phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ nhập trạch, kỵ những ngày sát chủ, thụ tử, tăng nương, nguyệt kỵ, nguyệt yểm, thiên tặc, địa tặc, vãng vong, trực kiến, trực phá, trực bình, trực thâu, âm thác, xương thác, thiên ôn, thiên hỏa, hoang vu và hung nhật. 2. Ngày hợp nhập trạch, ngày tốt nhập trạch bao gồm những ngày là thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, hoàng đạo, minh đường, thiên ân, mẫu thương, trực thành, trực khai, trực mãn và ngày nhập trạch châu đường. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra ngày tốt nhất nhập trạch trong tháng 12 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, cần loại bỏ hết những hung tinh, xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất ở tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 dương lịch đến 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tháng 12 là tháng Quý Sửu, là tháng đủ, ngày mùng 1 là ngày Canh Tuất và ngày 30 là ngày Kỷ Mão. Trong tháng 12 có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 12 âm lịch là ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày thụ tử trong tháng 12 âm lịch là những ngày Dậu, bao gồm mùng 2 Tân Dậu và 24 Quý Dậu, cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 3. Là ngày xương công kỵ, trong tháng 12 là ngày 19 Mậu Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 4. Ngày tam nương, bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Tý, mùng 7 Bính Thìn, 13 Nhâm Tuất, 18 Đinh Mão, 22 Tân Mùi và 27 Bính Tý. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. 5. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Giáp Dần, 14 Quý Hợi, 23 Nhâm Thân. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc.
Sáu là ngày Nguyệt Yểm. Trong tháng 12, ngày Nguyệt Yểm là những ngày hợi, bao gồm mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi và 26 Ất Hợi. 7. Ngày Thiên Tặc là những ngày hợi, bao gồm mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi và 26 Ất Hợi. 8. Là ngày Địa Tặc là những ngày Dần, bao gồm mùng 5 Giáp Dần, 17 Bính Dần và 29 Mậu Dần. 9. Ngày Vãng Vong là những ngày Sửu, bao gồm mùng 4 Quý Sửu, 16 Ất Sửu và 28 Đinh Sửu. 10. Ngày Trực Kiên là những ngày Sửu cũng như trên. 11. Ngày Trực Phá là những ngày Mùi, mùng 10 Kỷ Mùi và 22 Tân Mùi. 12. Ngày Trực Bình là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 13. Ngày Trực Thâu là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất. 14. Ngày Âm Thác là các ngày 14 Quý Hợi. 15. Ngày Dương Thác là ngày mùng 4 Quý Sửu. 16. Ngày Thiên Ôn là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão. 17. Ngày Thiên Hỏa là những ngày Dậu, bao gồm 12 Tân Dậu và 24 Quý Dậu. 18. Ngày Hoang Vu là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất. 19. Ngày Hung Nhật là những ngày Hợi, bao gồm mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi và 26 Ất Hợi. 20. Ngày Thổ Tuyệt Yên Hỏa là những ngày Mão và ngày Dậu, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão, 30 Kỷ Mão, ngày 12 Tân Dậu và 24 Quý Dậu. 21. Ngày Chánh Tuyệt Yên Hỏa là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 9 Mậu Ngọ và 21 Canh Ngọ. 22. Ngày Xấu cuối cùng kỵ mọi việc nhập trạch là những ngày Dậu, bao gồm các ngày 12 Tân Dậu và ngày 24 Quý Dậu. Đó là 22 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt thực hiện công việc nhập trạch cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 23. Ngày Cát Nhật nhập trạch, bao gồm những ngày sau. 15. Giáp Tý là ngày Đại Cát để nhập trạch. 16. Ất Sửu, ngày 28 Đinh Sửu là ngày Sửu trùng với ngày Vãng Vong và Trực Kiến nên ta không dùng. 29. Mậu Dần, 17. Bính Dần, ngày Dần là ngày Địa Tặc kỵ. 29. Mậu Dần, 17. Bính Dần, là ngày Địa Tặc và kỵ mọi việc chuyển nhà. 19. Mậu Thìn, mùng 7. Bính Thìn, ngày Thìn sát chủ kiêng mọi việc. Mùng 8. Đinh Tỵ là ngày có nhiều cát tinh ta có thể chọn để làm ngày nhập trạch rất vượng. 21 Canh Ngọ, 13 Nhâm Tuất, mùng 2 Tân Hợi, ba ngày này đều chứa nhiều hung tinh nên ta không lựa chọn. Như vậy chúng ta đã xét xong ngày Cát Nhật nhập trạch, trong đó ta chọn được hai ngày nhập trạch tốt nhất, chúng tôi sẽ tổng hợp lại ở phía sau. Bây giờ chúng ta cùng xét các ngày tiếp theo. 24. Ngày Thiên Đức là những ngày Canh, bao gồm mùng 1 Canh Tuất trùng với ngày Hoang Vu ta loại, 11 Canh Thân tốt để nhập trạch tháng 12 này, ngày 21 Canh Ngọ là tháng Chánh Nguyệt Yên Hỏa nên ta bỏ qua. 25. Ngày Thiên Đức hợp là những ngày Ất, bao gồm mùng 6 Ất Mão cũng là ngày Thiên Ôn và Thổ Tuyệt Yên Hỏa rất xấu. Hai ngày 16 Ất Sửu và 26 Ất Hợi nhiều hung tinh là ngày Hung Nhật và không thể dùng được. 26. Ngày Nguyệt Đức là những ngày Canh trùng với ngày Thiên Đức đã xét ở trên. 27. Ngày Nguyệt Đức hợp là những ngày Ất trùng với ngày Thiên Đức hợp đã xét ở trên. 28. Ngày Hoàng Đạo là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão là ngày Thiên Ôn và Chánh Tuyệt Yên Hỏa, các ngày này xấu và không nên nhập trạch. 29. Ngày Minh Đường là những ngày Hợi, bao gồm mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi, 26 Ất Hợi, ngày Hợi cũng là ngày Hung Nhật trong tháng nên không sử dụng. 30. Ngày Thiên Ân bao gồm các ngày 15 Giáp Tý là ngày tốt đã xét ở trên, 16 Ất Sửu, mùng 4 Quý Sửu, ngày Sửu nhiều hung tinh, 17 Bính Dần, 18 Đinh Mão, 19 Mậu Thìn, sát chủ kiêng kỵ mọi việc, 30 Kỷ Mão, mùng 1 Canh Tuất, ngày Hoang Vu rất xấu, mùng 2 Tân Hợi, ngày Hung Nhật không dùng, mùng 3 Nhâm Tý trùng với ngày Tam Nương không được nhập trạch. 31. Ngày Mẫu Thương là ngày Thân, Dậu, Tý, Ngọ. Ngày Dậu là ngày Thụ Tử kiêng kỵ mọi việc quan trọng. Ngày Thọ trùng với ngày Chánh Nguyệt Yên Hỏa cũng không dùng được. Ngày Thân, Tý gồm các ngày 11 Canh Thân, 15 Giáp Tý là ngày tốt, 23 Nhâm Thân trùng với ngày Nguyệt Kỵ, mùng 3 Nhâm Tý, 27 Bính Tý trùng ngày Tam Nương. 32. Ngày Trực Thành là ngày Dậu bị phạm nhiều sát chủ cũng không dùng được. 33. Ngày Trực Khai là ngày Hợi, cũng đồng thời là ngày Hung Nhật, Nguyệt Yểm, Thiên Tặc nên không dùng được theo tiêu chí này. 34. Ngày Trực Mãn là những ngày Mão trùng với ngày Hoàng Đạo đã xét ở trên. 35. Nhập trạch Châu Đường tháng đủ, ngày mùng 2 Tân Hợi, mùng 8 Đinh Tỵ, mùng 9 Mậu Ngọ, 12 Tân Dậu, 15 Giáp Tý, 17 Bính Dần, 21 Canh Ngọ, 24 Quý Dậu, 25 Giáp Tuất, 28 Đinh Sửu, 30 Kỷ Mão đều là những ngày không tốt đã xét ở trên. Như vậy chúng ta đã dựa vào 35 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt nhập trạch trong tháng 12 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch cho việc nhập trạch đó là những ngày sau.
Ngày mùng 8 Đinh Tỵ kỵ những người tuổi Hợi, hợp người tuổi Sửu, Dậu Thân và những người có thiên can là Nhâm. Ngày 11 Canh Thân kỵ những người tuổi Dần, hợp những người tuổi Tý, Thìn Tỵ và những người có thiên can là Ất. Ngày 15 Giáp Tý kỵ những người tuổi Ngọ, hợp người tuổi Thân, Thìn, Sửu và những người có thiên can là Kỷ. Đó là những ngày cát lành nhập trạch trong tháng 12 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này quý vị sẽ lựa chọn cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!